Chương trình Feel Red này sẽ thay đổi hoàn toàn sức khỏe, cân nặng, vóc dáng của bạn. Bây giờ em Mai sẽ chỉ cho bạn cách nó hoạt động dễ dàng như thế nào nhé. Nhìn vào đây nó chỉ có hai sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, đấy là trà Unimate cho buổi sáng và sơ chuyển hóa sử dụng trước bữa ăn. Nhiệm vụ của sản phẩm là giúp cho mức đường huyết của bạn luôn ổn định, cân bằng mức insulin và cholesterol, không phải tính toán calo, không phải kiêng khem khắc khổ và cũng không phải loại bỏ bất kỳ nhóm chất nào. Bây giờ em Mai sẽ chỉ cho bạn cách nó được áp dụng đơn giản như thế nào. Khi bạn đặt mua, bạn sẽ có hai sản phẩm này cùng với sự hướng dẫn trực tiếp từ em Mai. Bạn có trà Unimate và chất xơ Biot, ở đây là Biot Light Slim. Nó có thêm hai loại Biot nữa cùng dòng, đấy chính là Biot 7 và Biot C. Trà Unimate này có chiết xuất từ lá trà Yerba Mate của Nam Mỹ, mang tới sự tập trung, tinh thần thoải mái. Nó là thực phẩm bổ sung với thành phần tự nhiên 100%, không phải là thuốc, không có caffeine nhân tạo. Nó đã trải qua quy trình sản xuất đặc biệt và được đăng ký bản quyền, và nó đóng gói vào gói nhỏ vô cùng tiện lợi như thế này. Khi bạn thức dậy vào buổi sáng, bạn sẽ uống trà Unimate. Bạn không cần bổ sung bất kỳ đồ ăn nào. Nếu bạn muốn uống cà phê thì bạn có thể uống sau đó. Nhưng khi bạn uống trà mate rồi, hơn 90% những người nghiện cà phê không muốn sử dụng cà phê thông thường nữa. Unimate mang lại cho bạn sự tập trung, tỉnh táo nhiều hơn bất kỳ loại cà phê nào. Em Mai thích uống ấm vào mùa đông và uống lạnh vào mùa hè. Rất đơn giản, chỉ cần cho vào một chiếc cốc có chứa nước, đổ trà vào, lắc nhẹ rồi thưởng thức nó. Nếu như bạn hay bị đói thì Unimate này sẽ giúp bạn loại bỏ cảm giác đói. Bạn có thể nhịn ăn dài hơn trong khoảng thời gian buổi sáng hoặc buổi chiều giữa các bữa ăn chính. Các nguyên liệu của trà mate thì được trồng ở một vùng đất riêng biệt ở Nam Mỹ, không có thuốc trừ sâu, và quá trình tinh chế 5 bước đã loại bỏ hoàn toàn tạp chất từ không khí, cây trồng hay là đất canh tác. Khi bạn chuẩn bị đến bữa ăn của mình, thường là bữa trưa và bữa tối, thì chất xơ Biot này sẽ giúp bạn. Xơ Biot là một giải pháp đã được đăng ký bản quyền với nhiều loại xơ hòa tan và không hòa tan, với rất nhiều vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất hoàn toàn từ thực vật, giúp bạn cải thiện các mức cholesterol, đường huyết và làm giảm cảm giác đói. Có 3 dòng xơ Biot khác nhau bạn có thể tham khảo, đấy là Biot C giúp cải thiện mỡ máu, gan nhiễm mỡ và cực kỳ tốt cho tim mạch. Biot 7 nâng cao hệ khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa và cải thiện hệ miễn dịch của bạn. Và Biot Light Slim giúp giảm hấp thu đường, mỡ xấu và cải thiện cân nặng, giúp cơ thể bạn đốt mỡ nhanh hơn. Sử dụng nó thì vô cùng đơn giản, chỉ cần một gói nhỏ trong 3 loại này đổ vào bình hoặc cốc nước có chứa từ 200 đến 250ml nước nhiệt độ bình thường, lắc nó lên và uống. Và bạn nên uống ngay sau khi lắc, vì nếu như để lâu sơ sẽ nở ra và có thể bạn sẽ khó uống hơn. Bạn chờ sau khi uống khoảng tầm từ 10 đến 12 phút và dùng bữa ăn của mình cùng với gia đình. Em Mai và gia đình mình đã sử dụng hơn 3 năm nay. Vị của nó thì vô cùng thơm ngon và dễ uống. Tổng kết lại, bạn thức dậy vào buổi sáng và sử dụng trà Unimate. Trước khi ăn 10 phút bạn sử dụng chất xơ Biot. Bạn sẽ không còn cảm giác đói, bớt cảm giác mệt mỏi và thèm ăn. Điều quan trọng khi áp dụng chương trình là bạn không ăn vặt mà chỉ tập trung vào những bữa ăn chính đầy đủ chất dinh dưỡng. Em Mai sẽ có hướng dẫn quy tắc ăn vô cùng đơn giản theo quy tắc bàn tay để bạn có thể tự chuẩn bị bữa ăn theo sở thích của mình, ăn theo bữa ăn gia đình, không kiêng khem, không loại bỏ nhóm chất nào. Nếu như bạn thèm ăn vặt, hãy uống trà mate. Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân, hãy loại bỏ ám ảnh cân nặng của bạn mà tập trung vào các số đo của bạn như là bụng, eo, hông, cổ, cánh tay, đùi. Vì đấy nó sẽ là các cái khu vực mà nó sẽ thay đổi và lượng mỡ sẽ giảm đáng kể chỉ sau từ 15 đến 20 ngày sử dụng. Khi bạn đặt hàng, ngoài sản phẩm ra, bạn sẽ được em Mai đồng hành và hướng dẫn trong suốt thời gian sử dụng và cả sau đó, đính kèm là tài liệu chi tiết của em Mai. Vì em Mai đã có kinh nghiệm hướng dẫn hàng ngàn khách hàng trong hơn 3 năm qua, cũng như giúp hàng ngàn khách hàng có kết quả biến đổi vô cùng tuyệt vời. Bạn sẽ thấy kết quả sau 1 tuần hoặc có thể sau 30 ngày, vì nhiều người đã phải đấu tranh với sức khỏe và cân nặng của mình trong nhiều năm, nên sự thay đổi sau 30 ngày là một sự kỳ diệu. Hãy duy trì sự nhất quán, tin tưởng vào chương trình và nó sẽ giúp bạn thay đổi cuộc sống của bạn và bạn sẽ cảm thấy tuyệt vời sau khi sử dụng chương trình. Cảm ơn bạn và sớm gặp lại bạn trong chương trình Feel Red nhé!